Tin. Tin ơi. Đã không con? Có nhịn được. Đã hả? Hả? Mình đi cấp treo hả Tin? Khóa chữ hả cùng Tin đó. Hả? And then is it cool? Khuyên. Anh hứng lên, anh bắn tiếng Anh kìa. Chỉ chưa? Ba Tin hỏi gì vậy? Ba Tin hỏi Tin gì vậy? Ba Tin hỏi Tin gì mà Tin nói bổ nghe coi. Cái bài khuôn nè. Hỏi gì con? Ai khuôn? Là ba Tin nói gì? Là cái gì tiếng Việt? Là Tin mấy không? Kinh chưa? Là Tin mát không á gì mi thấy chưa mi? Trả lời. Ba Tin trả lời sao? Tin trả lời là mát hả? Trả lời sao? Tin trả lời nóng hả? Gì? Em gì? I cool. Trả trời cái thằng nó thích độ cao không nội ơi. Đi càng cao nó càng thích như vậy. Khi tao lên sẽ tóc sợ gần chết. Nó bởi nó vậy. Trời ơi nó quái. Đầu lên được lên núi đâu khởi. Này nó có cái mình quay đi. Thế hôm rồi mình đi hang cù lần mà bà lạc cù lần mà bà lấy bà quay cái gì mà có không có thấy cái con khỉ gì hết mắt dịn rồi dịn ôi dừa đó đúng là nhìn xuống sao không thấy đường mà có người ôi rẫy ở đây người ta trồng nhiều lắm. Người ta có rẫy trên đây á, người ta chia ra mẫu mẫu cong cong giống như dưới đất mình vậy đó. Cây này nó chùm lên cái kia. Có rẫy cái ấy đàng hoàng luôn á. Đẹp không Tin? Tin ơi. Đẹp không con? Thích không? Đẹp. Tin thích. Để bác sĩ không được chạy vô, không được chạy lung tung sẽ bị té. Đây hình đọc chữ luôn. Đọc chữ luôn kìa Dương Mai. Đọc chữ luôn kìa là biển báo đó. Chạy lung tung sẽ bị té. Không được chạy lung tung đó. Mày hiểu chưa? Dương Mai đâu chỉ cho biển báo đó nói gì vậy mày? Ơi. Nãy hả? Ai đó là biển báo? Hay luôn. Là biển báo gì? Không, không được đốt lửa. Không được đốt lửa luôn kìa. Đốt lửa bên kia nghe chưa? Đốt lửa lại dễ chưa? Chỉ bên đây mi. Chỉ cái điện thoại. Cái này là gì? Biển báo gì? Không được điện thoại. Thôi. Nè, con này nữa nè. Này nè. Không được gì? Không được gì? Mở cửa đó. Không được mở cửa. Cái tốc độ ở đây nó chạy nhanh hết tầng ha. Không được vừa vô cửa. Không được tiền. Con này tiền, không được thò đầu ra ngoài. Là rất là nguy hiểm. Tin hay ra. Hay quá. Biển báo đó, thấy chưa? Giỏi chưa? Nó nhìn tưởng đâu nó đọc chữ. Nó tưởng nghĩ ra mà nó. Rất là nguy hiểm ha. Hay quá luôn. Tin chạy lung tung rất là nguy hiểm. Rồi tiếp tục sao nữa? Rồi sao nữa? Sao nữa con? Tiếp tục. Đẹp trai vậy đó hả? Tiếp tục đẹp trai vậy. Rồi sao nữa Tiên? Cái gì vậy? Kể tiếp đi. Tiên kể tiếp đi con. Tiên quên rồi. Cái hồ gốc nó chặn nước rồi. Còn gì nữa? Còn gì? Đọc. Tao vô bà học. Tiên quên rồi. Sao không kể? Sâu. Hồi nãy gì qua cái hồ. Sâu. Chưa. Còn gì nữa đâu. Này nó để tên hồ luôn. À, này để tên hồ. Còn gì nữa lâu mà khóc quá sâu. Cái bản này đâu. Tin, còn gì nữa đâu. Ca bổ nghe coi. Gió. Gió luôn Tin ơi. Mát quá mát luôn Tin ơi. Hồ Thanh Long ha. Cái hình này cái gì vậy Tiên? Dưới đây là cái gì con? Cái này là hồ tự có hay là mình làm ta? Chắc tự có đó Tiên. Do thiên nhiên á. Ủa, đổ coi. Làm cái gì bạo lực với ông?
Thì đi kể câu chuyện về cái hồ này cho mọi người nghe đi. Thôi. Thôi. Làm như biết vậy đó. Biết rồi. Thôi. Cái này là rồi. Báo vậy. Cái nào? Không được xách lộ đạn lên trên. Có chữ đó, đọc tê mi cái gì. Không được chung đi hảo. Đúng rồi. Còn cái này là gì? Điếu thuốc, thuốc, thuốc. Điếu thuốc á. Không được hút thuốc. Đúng rồi. Không được hút thuốc trên cáp treo. Và không được đi ị ở trên đây. Cười kìa. Đúng rồi. Tiên nó mắc ị chưa? Đúng rồi con. Mát quá. Tên cáp treo này đi lên đâu vậy Tiên? Đi đâu? Lên đâu? Cạo râu. Đi lên đâu? Đi lên núi. Núi Long Cấm. Xíu. Xíu. Đạp đạp. Đạp. Ờ vậy nó có ngủ gì đâu ta? Nó không có ngủ gì luôn á. Có đi về á, nó về nó mệt rồi nó ngủ không sao chứ. Lên xe nó mới ngủ thôi. Giờ là nó không có ngủ. Mơ giờ nó có ngủ gì đâu. Đêm hôm hai đứa kia còn ngủ còn ói còn nằm còn nói là suốt luôn, nó nói suốt luôn. Rồi chứ giữa hai lấy hai cái tay gác hai bên kìa đã hả? Thì là ai không đường xe nó tiền, đường xe nó tiền đó, đó. Đâu? Mấy người ta ở dưới đây người ta đi chợ á. Ừ. Mấy người trên đây là ai cũng có Honda hết á. Ừ. Ồ nó tháng chừa luôn kìa bà Tám. Ừ. Đã ghê chưa? Ủa em na đâu? Ờ. Em na luôn. Chị na. Em na luôn. Chị na. Chị na. Ủa em na. Ủa em na với chị na. Em na nào? Em na nào nữa? Anh An. Anh An với chị An na. Với chị na đúng không con? Ủa sao tin nó lộn ta? Em buồn ngủ rồi. Tin buồn ngủ rồi. Rồi tin muốn nghỉ ngơi rồi đó. Tin sắp nghỉ ngơi rồi đó An. Nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi không con? Hả? Có nghỉ ngơi Tiên, không? Tiên nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi không? Qua đây chơi tiếp. Tới rồi Tiên, tới rồi kìa. Tới nhà rồi. Tiên nghỉ ngơi không? Đúng không? Anh Na với chị Na nói em An với em Na với chị Na. Em Na đâu? Em An với chị Na. Tiên đã liệm đi. Chị và anh. Chị và anh. Và em nào nữa? Em tin. Lái lại liền thấy không dì My? Đẻ lại liền dì My thấy chưa? Dì My thấy cái tài bẻ của nó chưa? Dì My thấy chưa? Em là chữ em tin rồi. Đại ca đánh dần nữa rồi đó My ơi. Nó uống rượu bi, nó nói A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B. Pi là rồ pi. Vậy đó. Biết thì chứ biết. Trời ơi. Hay thiệt. Hay quá. Ta. Em là em mà. Em. Tin em là em mà em. Là em. Hay ta. Anh An anh. Ai nhờ anh. Là anh An. Ui. Đến rồi. Đến rồi. Mọi người đang chờ mình. Chú nhân viên hết hồn.